Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh bán hàng trực tuyến săn hàng rẻ.net. Hôm nay shop săn hàng rẻ xin giới thiệu với khách hàng mã nồi áp suất 1802 của Elmix nhé. Sản phẩm chuẩn chính hãng Elmix, bảo hành 2 năm. Sản phẩm này thuộc tập đoàn Elmix của Cộng hòa Séc ạ, và nơi sản xuất thì là Trung Quốc nha. Bên ngoài thân vỏ inox phối viền đen rất là đẹp và sang. Chúng ta sẽ có tay cầm này, van xả này và van tăng áp này. Rồi chúng ta mở vị trí đóng mở nắp này. Đó, chúng ta mở. Chúng ta đây chúng ta nhìn thấy mũi tên không ạ? Xoay phải để mở nhá. Đây nó có cái phần này thì chúng ta sẽ gài vào đây. Được chưa? Cái sản phẩm thì có một dây nguồn, một cốc đông và một cái muôi. Nòng thì là chống dính, men chống dính. With pop. Đó. Cái lòng nồi này nó tương đương với nồi cơm 1.8 của chúng ta. Cái nồi áp suất đa năng này thì chúng ta có thể dùng đun nấu hầm nhừ hoặc nấu cơm rất là ngon nha. Nó sẽ nút điều khiển cơ nên sử dụng khá là dễ dàng. Nó có thời gian là 30, 25, 20, 15, 10 và 5 nha. Đó, thì chúng ta xoay đến đâu thì thời gian nó chỉ đến đấy ạ. Nó có nút đun nóng và nút giữ ấm nha. Rồi ạ, cái mũi tên này chỉ ở đâu thì là chúng ta đang để sử dụng ở đấy. Và cái này tối đa là 30 phút. Hàng chuẩn chính hãng của Elmix, hàng có sẵn tại website sanhangre.net. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.